Hello anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một số cái mẫu lồng dành cho hút mật, một số cái mẫu mà mình có thể ship xa được nha, còn một số cái mẫu mà chỉ có thể là anh em tới tại tiệm mua được thì mình xin giới thiệu ở clip sau. Ở cái clip này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái mẫu lồng mà mình có thể ship được tới tay anh em, để anh em có thể chơi một cách thuận tiện nhất. Thì trên trên hình á thì nó có một số cái mẫu lồng gọi là lồng nhúng nhựa siêu rẻ, siêu bền và rất là hợp lý khi anh em thuần bổi cũng như là thẩm mỹ khi mà anh em chơi cảnh chơi trực tiếp luôn cũng được. Nhưng mà thường thường thì thấy anh em sử dụng lồng này để thuần bổi. Vào việc nha anh em. Thì hiện tại là cái mẫu lồng này bên em đợt vừa rồi có ôm số lượng lớn ấy, thành ra là cũng được cái số lượng khá là nhiều và giá thì nó cũng mềm mại hơn chút nên hôm nay bên em nhân dịp nó cũng gọi là cuối mùa hút mật rồi đó thì bên mình sẽ giảm giá một chút. Thì giảm giá như thế nào thì đây em sẽ quay lại gần cho anh em xem ha. Đây cái mẫu lồng này là mẫu lồng om cao, lóc vòm hay anh em. Lồng này nè. Còn cái này là lóc bằng. Lóc bằng là một số thời gian vừa rồi là đứt hàng, em đã có phân phối cho anh em mẫu lồng này để anh em chơi tạm ha. Còn nếu anh em muốn có nhu cầu sử dụng mẫu lồng này thì cũng bên mình vẫn ship như bình thường á. Nhưng mà cái mẫu lồng này thì bên mình còn cái số lượng nó hạn chế một chút, số lượng không được nhiều. Này cái mẫu lồng này thì bên mình đang bán là 50 ngàn của một chiếc. Còn cái mẫu bên cạnh này là 55 ngàn của một chiếc, 55 ngàn của một chiếc. Mà trước đây á, thì 10 chiếc mình mới miễn ship, còn bây giờ hiện tại bây giờ á cái mẫu lồng này nè, lồng này và lồng này thì bên mình chỉ cần 5 chiếc là bên mình miễn ship rồi ha, còn 10 chiếc thì vừa miễn ship vừa giảm giá luôn, nghe rất là hợp lý anh em ha. Thì đó, lồng này là 55 ngàn, lồng này là 50, ở hướng tay em chỉ đó, 50, 55. 5 lồng miễn ship, 10 lồng miễn ship cộng giảm giá, 20 lồng thì giảm giá tục quần luôn. Anh em nghe thấy ham không? Mình có quay lại gần cho anh em coi cái kích thước lan ha. Đó, đây là cái cống ăn tự động này anh em. Cống ăn, cống uống. Rất là hợp lý khi anh em nuôi số lượng nhiều. Mình có thể cho ăn một lần để được dài ngày hơn. Ăn uống rồi cũng có thể là tránh cái tình trạng mà anh em kêu là nó bị cái gì đó gọi là bị ẩm ẩm cám á. Cho vào đó thì nó cũng bớt vẩy đi ha, cám bớt vẩy rồi nó cái độ ẩm nó không có nhiều nên cám nó cũng không bị vón nữa thì cái cống này rất là hợp lý anh em ha. Mình cái mà nãy ra là mình bài trí thêm mấy cái cống kia ở đây đó thì đó là lồng ha. Mình giới thiệu đó là cái mục đích là mình giới thiệu là nó có giảm giá như vậy đó. Cái giá mà mình đặt 10 hay là 20 chiếc á, thì anh em vui lòng liên hệ Zalo hoặc là gọi số điện thoại thì anh em báo số lượng thì mình tùy cái số lượng thì mình sẽ giảm giá được bao nhiêu ha. Còn là hiện tại thì 5 chiếc thì nó là 55 ngàn. Của một chiếc, 5 chiếc là miễn ship, 10 chiếc là bắt đầu 10 chiếc trở lên là giảm giá theo cái bậc giảm dần ha. Càng càng nhiều thì cứ mỗi một tăng lên một vài tức là tăng lên một cái bậc á thì cái sẽ giảm đi một giá, tăng lên bậc chẳng hạn như là 10 lồng thì sẽ giảm đi một hai giá, 20 lồng thì sẽ giảm đi một hai giá nữa, 30 lồng thì giảm thêm một hai giá nữa, nó cứ tăng tăng lên như vậy đó anh em. Anh em mình nói vậy để cho anh em dễ hiểu ha. Đó là lồng này là 50 năm, lồng này 50 đó. Quy luật rất là đơn giản, quy luật đó là do tự mình tạo ra thôi ha. Nên là không có căn cứ vào cái gì hết, nên là có cái gì đó thì anh em góp ý dùm. Còn đây cái cống này là vừa nãy mình có quay cho anh em này,
đó. Cổng này thì 3.000 đồng chiếc. Cổng này cũng mua theo combo, mua theo combo 10, bởi vì thường thường anh em chơi hút mặt thì mấy ai chơi một hai con thôi đúng 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 không? Thường thường thì anh em chơi 5-7 con gì đó, rồi là tách cho con nào đạt thì mình sử dụng để đi giật, rồi cà phê anh em này đi đấu thì nó cũng chất lượng hơn. Thì vì cái vấn đề đó nên là mình sẽ bán theo combo ha. Cái này combo 10 chiếc của cái cống này nè, 10 chiếc 25 ngàn, cái này 10 chiếc 20 ngàn, cái này 10 chiếc 40 ngàn. Cái này là cống tắm nha anh em, cống tắm, cống ăn, cống ăn, cống ăn uống tự động đó, rất là hợp lý anh em ha. À đây còn cái cầu, cái cầu, cái cây đứng này anh em, đó đó, cây đứng mình cắt sẵn rồi, chỉ việc về bỏ vào cái lồng thôi. Cây đó là 3.000 đồng một chiếc anh em ha. Mua nhiều thì giảm giá, tức là nếu như mình mua phụ kiện không thì nó cũng mất ship, nhưng nếu như mình mua lồng nó kèm phụ kiện không thì sẽ không mất ship nữa, sẽ miễn ship cho anh em luôn. Thành ra là anh em có thể là rủ anh em bạn bè gì đó mua chung thì nó sẽ hợp lý hơn. Em giới thiệu tiện đây em cũng giới thiệu thêm cho anh em một số cái mẫu lồng dòng họ của cái lồng hút mặt ha. Thì đây cái lồng mà hướng tay em chỉ đó, lồng này là lồng hai ngăn. Mẫu lồng này là nhà sản xuất họ mới thiết kế ra thôi. Lồng hai ngăn, thấy chất liệu thép rất là cứng cáp và sơn rất là đẹp, là mới mà, thì càng ngày họ càng cải tiến lên thôi. Lồng này là 60 ngàn một chiếc anh em ha, hai ngăn chuyên dùng để tách bụi. Phía dưới là cái này là nó có một cái tức là có một cái gọi là cái gì ta, có gở đút đưa giấy giấy hứng phân, chứ họ không có dùng cái khay bằng nhựa kia để hứng 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 phân nha anh em, mình sử dụng giấy để cho cái lồng này ha. Còn cái lồng tay em chỉ đó, đó là lồng tắm nhỏ anh em ha. Lồng này hút mặt tắm thoải mái, không bao giờ sảy. Hoặc là sang lồng hay gì đó là sử dụng cái lồng này anh em ha, rất là hợp lý. Quên báo giá chứ. Cái lồng đó là 60 ngàn luôn anh em ha, 60 ngàn lồng tắm, chưa có khay khay tắm. Cái khe tức là lồng này là sử dụng cho khuyên rồi sâu các dòng chim nhỏ ha, khoảng cách ngăn là 0.8, khe tắm nè, khe tắm 10.000 đồng một chiếc, lồng tắm 60.000. Còn cái hướng tay em chỉ nè, khoảng cách ngăn là 0.8, đầy đủ 3 cửa, cửa chính này, cửa phụ này, khe khe ăn uống, cầu đứng, lồng bao gồm hết nha. Thì cái này bên mình đang bán với giá là 120 ngàn một chiếc. Lồng này là lồng Trung Quốc, không phải nhúng nhựa nha anh em. Lồng này là lồng sơn tĩnh điện, rất là đẹp, thẩm mỹ. Lồng này mà để bàn, tức là lồng này anh em sử dụng để nuôi yến hót này kia cũng được, các dòng chim nhỏ. Khoảng cách ngang là 0.8 thì tránh chuột này kia thì rất là hợp lý rồi. Quá là đẹp cho một cái chiếc lồng Trung Quốc của các pháp sư Trung Quốc, nhìn rất là ngầu anh em ha, tiền nào của đó thôi anh em. Đó thì đây tiện đây thì mình báo luôn là cái kế bên nó có cái chiếc lồng, đó là lồng của cu cu gãy. Lồng này là size 30, có size 30 và size 36. Lồng này thì bên mình đang bán với giá là 55.000 của một chiếc, rất là bự ha, gồm lồng và khay hướng phân, tất cả các mẫu lồng. Chỉ có cái lồng hai ngăn này là không có khay hướng phân thôi. Còn tất cả các loại lồng trên này là đều có khay hướng phân hết anh em ha. Lồng cu này size 30 là 55 ngàn, lồng size 36 là 60 ngàn. Lồng riêng cho cái dòng này thì 10 lồng miễn ship nha anh em. 5 lồng thì anh em có thể là mua thêm phụ kiện thì có thể là cũng miễn ship. Còn lồng không thì anh em thông cảm, mình
lời mỏng như cái tờ giấy á, thành ra mình bán vì đam mê cho vui là chính thôi, nên là có gì anh em thông cảm ha. Đó rồi em cảm ơn anh em đã xem tới giờ ha, 10 phút rồi, chào anh em.